với lại chặn xóa máy luôn nha các bạn. Xóa máy có nghĩa là sao? Ví dụ như các bạn lỡ bấm vô đặt lại dòng 2 hay gì á thì nó cũng trơ ra các bạn ơi. Vậy như là xóa pha kê thôi. Nó nhận sóng đầy đủ nè. Các bạn thấy ngon lành không? Khá là đơn giản ha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận bypass cái máy khóa chủ sở hữu cho cái anh khách ha. Thì họ yêu cầu mình là bypass dùng nghe gọi luôn nha các bạn, bypass full sim luôn. Nếu các bạn có những cái máy mà mình hello á, mình muốn làm full sim á, đầu tiên á thì trước mắt các bạn phải thử cho mình một cái sim ha. Các bạn lấy một cái sim bình thường nè, rồi các bạn bỏ vô, đợi coi thử cái máy nó nhận sóng không. Nhiều lúc cái máy nó bị bypass hoặc là mất sóng á thì mình kiếm cách khác nha các bạn. Máy này nhận sóng bình thường nè, các bạn ghim vô, mở bao tool lên, mình kiểm tra coi thử máy gì đây. Wow, iPhone 8 Plus các bạn ơi, iOS khá là cao ha, iOS 16.7 nè. Tất nhiên là cái số email dưới số series phải là số series gốc nha các bạn. Giờ các bạn mở cái tool này cho mình. Hiện tại thì tool khá là nhiều ha, nhưng mà khi mình lên video này á, chỉ có cái tool này là nó bypass nhanh nhất thôi nha các bạn. Các bạn đợi một lát cho cái tool nó tự cài driver, rồi bắt đầu nó nhận cái điện thoại của mình đó. Rồi trên tool nó ghi rõ nè, đầu tiên các bạn phải direct cái máy, direct bằng cái tool cũng được, rồi direct bên thứ ba, ví dụ như chết ra gì đó, các bạn thường direct cách nào các bạn direct ha. Đầu tiên các bạn đưa cái máy vô chế độ recovery, các bạn nhớ phải ghim cái máy ở tình trạng hello ha, cái tool nó mới cho mình chạy nha. Giờ bắt đầu mình boot máy nè, vô chế độ DFU. DFU những cái máy mà phím home cứng á các bạn, ví dụ từ iPhone 7 đến iPhone X á, các bạn nhấn cho mình là phím nguồn với lại giảm âm lượng. Các bạn bấm start trên tool nè, giữ nguồn, giảm âm lượng, nó đếm tầm 3-4 giây á, các bạn buông phím nguồn ra, vẫn giữ giảm âm lượng nha. Các bạn giữ đến khi nào mà cái tool nó tự vô DFU rồi là các bạn buông tay được ha. Rồi lúc này thì mình không cần làm nhiều đâu các bạn, lúc này thì mình đợi cho cái tool nó boot cho mình qua giai đoạn 1, giai đoạn 2 tầm là khoảng 45 giây trên tool nó có ghi các bạn ha. Rồi bắt đầu điện thoại mình nó boot lên, chạy những cái lệnh bong OS á là cái máy mình nó sẽ direct thành công nha. Cái này là mình chạy trực tiếp trên tool luôn nha các bạn. Nói chung cũng có nhiều cái máy tính thì nó sẽ khá là kén cái tool ha, thì các bạn chạy trực tiếp không có tua trên cái tool không có được thì các bạn dùng cái cách thứ ba là mình direct bên ngoài. Lúc này thì nó kêu mình là bấm tin cậy trên cái tool như này để cho nó nhận lại cái máy, không có sao đâu, các bạn bấm ok bỏ qua đi. Rồi trên bao tool nó báo đã direct thành công nè. Rồi lúc này thì mình đợi cái tool nó nhận là diện lại cái máy. Các bạn nhớ là ví dụ như mình boot bằng cái tool không được á thì mình direct bằng cái cách khác ha. Ví dụ như direct bằng Windows nè, hoặc là direct bằng Skynet nè. Mình cũng có chia sẻ một cái video khá là chi tiết á. Các bạn nếu mà direct chưa được thì xem lại giúp mình nha. Rồi các bạn trở lại cái tool, nó chưa nhận cái máy á thì các bạn rút cái máy ra, ghim lại giúp mình. Rồi các bạn đợi một lát là cái tool nó sẽ nhận diện lại cái máy mình. Các bạn nhớ nha, nó báo trên tool là luôn luôn kết nối với wifi ha, luôn luôn kết nối wifi. Rồi các bạn mới bấm cái chữ active device trên tool nha các bạn. Các bạn nhớ nha, là cái tool nó mới kiểm tra được ha. Rồi giờ các bạn mà bấm active device nè, rồi các bạn đợi cái tool nó kiểm tra support, có nghĩa là cái máy mình nó hỗ trợ hay không là để mình biết nha các bạn. Các bạn phải làm trước cái cách này ha. Rồi nó báo là chào mừng gì nè, có nghĩa là cái máy này nó đã hỗ trợ, là ok, ngon lành nha các bạn. Như vậy thôi, tới cái bước này thì các bạn đi order series, cái copy cái số series nè, rồi các bạn làm á thì các bạn liên hệ với mình, mình đi order giúp các bạn. Order khá là nhanh nha các bạn. Rồi sau khi mà cái số series mình nó báo đã order thành công á thì các bạn trở lại cái tool. Oh my god. Rồi đợi cái tool nó nhận diện lại cái máy mình nè. Các bạn trên tool nó cứ bấm chữ active thôi, rồi đợi cho nó làm gì nó làm, là cái máy mình nó sẽ bypass thành công. Khá là đơn giản nha các bạn.
Hiện tại cái tool này thì các bạn cứ tải về chạy thoải mái thôi. Nhưng mà cái số Siri thì mình muốn bypass được á, nghe gọi thì mình phải order nha các bạn, chứ nó không có free các bạn ha. Rồi nó đã bypass thành công nè. Tool này nó tự động nó chặn cái cập nhật OTA với lại chặn xóa máy luôn nha các bạn. Xóa máy có nghĩa là sao? Ví dụ như các bạn lỡ bấm vô đặt lại dòng 2 hay gì á thì nó cũng trơ ra các bạn ơi. Vậy như là xóa pha kê thôi. Nó nhận sóng đầy đủ nè. Các bạn thấy ngon lành không? Khá là đơn giản ha. Nhưng mà điều cái tool này thì order số Siri thôi. Thì các bạn có nhu cầu làm thì liên hệ với mình. Máy gì thì các bạn nói rõ, mình sẽ báo cho các bạn. Ok thì anh em mình vào việc thôi ha. Gọi ngon lành nha các bạn. Nói chung mình bypass này là full hết các bạn ha. Bypass có nghĩa là ẩn. Còn mình remove hay là off iCloud là mình xóa hẳn nha các bạn. Các bạn phải phân biệt ha. Nhiều lúc các bạn nhờ mình bypass xong các bạn nói ủa sao sau này em chạy bằng máy tính nó bị dính lại. Mình bypass là mình ẩn thôi mà. Thì các bạn đừng có restore bằng máy tính thôi. Restore bằng máy tính thì nó về lại màn hình hello. Rồi các bạn nếu mà tool nó còn chạy được thì các bạn bypass lại free bằng cái tool đó thôi. Khá là đơn giản ha. Rồi để mình xóa trắng cái máy. Coi thử nó có nhảy về màn hình hello các bạn ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.